các bạn quay lại với cả puzzle chúng ta. Tôi là Vĩnh Thành. Nào, như các bạn vừa xem, đó là một tổ hợp puzzle nhỏ nhỏ thôi, nhưng có thể giúp các bạn có thể ghép những cái bước mà chúng ta đã học lại với nhau để trở thành một tổ hợp mà các bạn có thể nhảy liên tục hơn. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái tổ hợp chúng ta như thế nào. Nào, các bạn vừa xem, đó là những tổ hợp chúng ta đã học rất là quen thuộc. Một là 16, là bước 16. Bước thứ hai là bước promenade và close, đóng lại và sát xe sang ngang. Bước thứ ba là bước ECAT và sau đó là close để đóng sang ngang. Rất rõ ràng đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước chi tiết cụ thể nhỉ. Nào, các em nhảy lại một chút này. Nào, đây, các bạn đứng ở tư thế này, các bạn sẽ nhìn nhỉ. Bước đầu tiên là bước 16, chúng ta chia từng bước một này. And 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Ok, các bạn vừa xem là đó 16 bước chúng ta kết hợp lại. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ đi vào bước promenade và close đóng lại nha. Đi and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rất là dễ. Những cái bước này các bạn có thể dùng khi mà các bạn đang nhảy một bước rất là khó, rất dài thì các bạn nhảy để đúng không? Từ lấy đà nhảy tiếp. Rồi tiếp tục là bước ECAT. Nào, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất là dễ đúng không? Rồi, cảm ơn các em. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, hình chúng ta sẽ đi như nào? Chúng ta đi theo tuyến sàn, tuyến dọc sàn. Rồi sau đó chúng ta lại cắt ngang về, xong rồi đi dọc sàn, xong rồi cắt ngang về, liên tục dễ dàng hơn. Nào, bây giờ bước 16 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đi thành chia thành hai tổ hợp. Các bạn sẽ thấy hai tổ hợp rất dễ nhé. Bước đầu tiên là bước promenade. Rồi, các bạn sẽ nhìn này, tôi thấy promenade này. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok, tốt, đây là tư thế đầu tiên. Rồi, bước tổ hợp thứ hai là bước chạm. And 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bước đặt kem cùng làm lại nhé. Nào, từng bạn đi đâu. Bây giờ từng bạn một, chúng ta đi của bước của nam trước nhé. Nào, chúng ta đi lại bước của nam này. 1, 2, 3, 4, rồi 5 chúng ta lùi, 6 chúng ta lùi, 7 chúng ta trụ, 8 tập chân. Rồi sau đó nam chuyển dần này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, rất là dễ, đúng không? Rồi, cùng làm bài nhé. Chúng ta đi lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ đóng lại. Rồi, kết hợp thêm phần dáng này. Chúng ta đi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bắt đầu chúng ta ở đây. Bắt đầu chúng ta đang chuyển. Chúng ta chuyển cho những về đây là chúng ta bạn phải giữ về tư thế 8 và tư thế thấp rồi. Rồi xong tiếp tục chúng ta giúp nữ sang lên tay trái này. 1, 2, sang tân tay lên tay trái lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi thì các bạn chỉ cần nhớ hai thời điểm quan trọng là 1, 2 thì các bạn nâng tay lên và 5 bên tay phải chúng ta. Các bạn sẽ nhìn nhận chúng ta sang 8 chúng ta tư thế nhé. Đúng không ạ? Chúng ta 1, 2 chúng ta nâng tay. 3, 4, 5 chúng ta nâng. 6, 7, tám cho chúng ta lại, ok, em ghép đôi chỗ này, riêng chỗ này. Nào, các bạn sẽ nhìn của nam nhỉ, nào, ok, nào đi này, 1, 2, and các bạn nâng lên, rồi tiếp tục 3, 4, 5 các bạn nâng tiếp, 6, 7, 8 các bạn chúng ta lại, đó là những điều quan trọng của cái bước này, rồi tiếp tục bước promenade, các em nhảy lại, thì nam làm chỗ này quan trọng này, 1 này, nào đi nhỉ. 1 này, 2, 3, nâng tay. Rồi, tiếp tục này. 5, 6, 7, 8. Các bạn quay lại và hạ tay xuống để giúp nữ quay lại. Rồi, ok, cảm ơn các em. Nhớ làm lại lần nữa. Đọc vào bài nhạc. And 1, 2, 3, nâng. Đúng rồi, 5, 6, 7, 8. Các bạn hạ tay xuống. Rồi, đó là các cách các bạn của bước của nam. Rồi bây giờ bước của nữ. Rồi nữ thì các bạn chỉ việc đi theo nam, ok, đi nhỉ. 1,
2, 3, nâng, nữ cũng nâng tay theo. Rồi, tiếp, 5, 6, 7, 8 thì các bạn hạ tay xuống. Rồi, giữ cùng. Rồi, tiếp tục, 1, 2, nâng tay, đúng rồi, 3, 4, 5, nâng, 6, 7, nâng. Ok, được rồi, đổi xuống một chút nhé. Đó, ok, chúng ta làm lại bước của nữ này. Các bạn có nhìn bước của nữ nhỉ? 1, 2, 3, nâng, 5, 6, 7, 8, 1, 2, nâng, 3, 4, 5, nâng, 6, 7, 8. Rồi, cảm ơn. Các bạn lưu ý một chút này, khi việc là nâng và hạ tay nó chỉ lệch một chút thôi. Nên khi các bạn cần phải đặt chân trước nha, các bạn lưu ý này. 1, 2, các bạn vẫn giữ tư thế này, sau đó end, các bạn quay lại. Tức là nó rất là nhanh, tức là 1, 2, end, các bạn vào nhà thì các bạn phải nhảy liên tục thì chúng không dừng lại. Rồi ok, xong được một bước, cũng điểm quan trọng của bước 16. Rồi đến bước thứ hai là các bước tư thế close, promenade và đến close and 1, 2, 3, 4, rồi xong side step, đúng rồi, sang ngang, basic sang ngang. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhìn về bước chân. Rồi cảm ơn các em. Rồi bước chân nha. Bước của nam chúng ta đi trong tư thế promenade này. 1, mở, 2, 3, 4, các bạn đóng lại. 5, các bạn tiến lên. 6, tiến, 7, 8. Rồi, bước của nữ nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiến. Rồi, ok. Bước thì rất là dễ, các bạn sẽ thấy, nhưng mà điều quan trọng chúng ta chỉ cần nhớ những điểm nhấn của bước này thôi. Thì nhấn khung tay của nam như thế nào? Các bạn cùng làm nhỉ. 1, cùng làm. 1, 2, 3, nâng, các bạn nâng tay lên, đúng rồi. Xong tiếp tục đi sang ngang, đi sang, chuyển sang. Rồi, quay lại nhỉ. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Nào, các bạn nhảy nam, quay lại, nhảy bên nữa, quay lại. Xong đi cao nào. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đó là cái thể điểm bước của nam. Rồi bây giờ bước của nữ. Nào, bước của nữ cũng tương tự nhẹ nhàng. Chúng ta 1, 2, 3, nâng. Chúng ta nâng tay lên rồi. 5, 6, 7, 8. Okay. Nào, các bạn nhìn bước của nữ này. Okay, là 1, 2, 3, nâng. Rồi, nâng 5, 6, 7, 8. Okay. Đó là điểm quan trọng là các bạn phải nâng đột ngột và tạo ra đột biến trong bước này. Rồi, rất là dễ đúng không? Tiếp theo chúng ta sang một bước nữa là bước E-cut hay gọi là Fallaway Width. Fallaway là các bạn tách ra xa. Nên là Width là cắt qua chân trụ, cross qua chân trụ. Thì các bạn làm sao cái bước này nó tạo ra hiệu ứng của bước Fallaway. Nào, các bạn có đôi lại nhỉ? And đi thẳng. 1, 2, 3, Fallaway. Đúng rồi. Xong tiếp, lên, đóng, sang, ngang. Rồi, còn lại nhỉ? Rồi, tiếp tục. And 1, 2, 3, Fallaway. Đi, lên, chuyển, sang. Rồi, rồi cùng làm nhé. Bây giờ bước của nam, các bạn cùng làm này. Bước của nam là 1, 2, 3, 4. Các bạn Fallaway trong tư thế, các bạn lùi một góc 45 độ so với cả chiều bên này. Hoặc là gọi góc 1/8, các bạn lùi khoảng 45 độ. Rồi, và trọng tâm ở chân đằng sau. Tiếp tục chúng ta phóng dài chân lên. 5, 6, 7, 8. Rồi, cùng làm lại nhé. And 1, 2, 3, 4. Rồi, 5, 6, 7, 8. Ok, các bạn sẽ nhìn ở góc chiều bên này. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đó là bước của nam. Nào, với bước của nữ, các bạn sẽ cùng nhìn bước của nữ luôn nha. 1, 2, 3, 4. Các bạn cũng lùi một góc 45 độ. Rồi, vai mở góc 45 độ. Tiếp, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi, các bạn nhảy lại khoảng đôi vừa rồi. Bước không lên. Now, the end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, các bạn quay lại. Bước của nam.
nhảy đơn giản mà, nhảy đơn giản hơn. Nào, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ đến điểm nhấn. Nào, điểm nhấn thì có hai cái điểm nhấn ở đây là điểm nhấn của bước Fallaway, Wish. Chúng ta cần phải mở nhanh, tạo sự đột biến hơn và Close, đóng lại như các bạn vừa học xong. Nào, and 1, đi thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi các bạn đứng, đứng góc này. Quay lại. Rồi, ok, chúng ta, mọi người, có nghe không cần không? Rồi, ok, làm lại nhỉ, 5, 6, 7 vào. And 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp tục làm lại. And 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi. Yeah. Thì các bạn một hai điều cái chỗ đấy nhỉ? Các bạn nhìn chỗ wish này. And 1, 2, 3 mở. Đấy, tấm mở từ từ thôi, đừng mở nhanh quá. Nào, and 1, 2 vừa thôi, nhanh đừng mở. Rồi, ok. Nào, các bạn nhìn nhỉ? Khi chúng ta đi cùng 1, 2, 3. Các bạn cần phải tạo ra hiệu ứng đột ngột chỗ này khi các bạn đang đối diện với nhau. Và các bạn mở nhanh cái phần người chúng ta khoảng 45 độ thôi, đừng nhiều quá. Làm thế nào để người mình khoảng hình chữ V? Các bạn này gọi là promenade, là chúng ta cần phải mở được hình chữ V. Rồi sau đó phóng, trụ, chuyển, sang, càng nhìn tốt. Yeah. Thì đó là cái điều quan trọng trong cái tư thế chúng ta mở thân. Nào, bây giờ phần tay thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta đang trong tư thế bình thường thì khi mà chúng ta chuyển sang, các bạn phải đột ngột xoáy được cái khớp tay để làm sao các bạn tạo ra cái hiệu ứng đột ngột chuyển góc nhỉ. Yeah, các bạn cùng làm lại chơi 5, 6, 7 và end 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, cảm ơn các bạn. Ok, rồi, cảm ơn các bạn. Đó là những điều mà các bạn sẽ nhảy cái bước này, làm sao mà cho cái tổ hợp này nó nhảy nó có tốc độ hơn, có góc dứt khoát hơn và tạo ra những điều tốt cho các bạn khi nhảy bước này. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã, xem clip. Rồi, cảm ơn.